Ronaldo xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha với Ghana, vượt mặt Messi tại World Cup. Chân sút 37 tuổi ra sân ở World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. 4 kỳ World Cup trước đó, Ronaldo đều đã ghi bàn và người ta kỳ vọng anh sẽ thiết lập thành tích mới khi chạm trán đối thủ là Ghana. Nhưng phải đến phút 65, Bồ Đào Nha mới phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm, chính anh là người thực hiện để mở tỷ số. Nhưng niềm vui kéo dài được 8 phút thì Ghana có bàn gỡ hòa. Người lập công là Andre Ayew, Felix và Leao tham gia vào cuộc rượt đuổi tỷ số khi nâng tỷ số lên 2-1 và 3-1. Trước khi hết giờ nghỉ, Bukari ghi một bàn nữa để ấn định tỷ số chung cuộc 2-3 cho Ghana. Với màn trình diễn của mình, Ronaldo nhận giải cầu thủ hay nhất trận đấu. Đây là lần thứ 8 Ronaldo nhận giải thưởng này ở các kỳ World Cup, qua đó vượt mặt Messi 7 lần và Robben 6 lần để đứng đầu về số lần nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, giải thưởng này của Ronaldo nhận khá nhiều phản ứng trái chiều. Theo đó, các cổ động viên, đặc biệt là những người yêu mến MU cho rằng Bruno mới xứng đáng với danh hiệu trên. Cầu thủ sinh năm 1994 có hai pha kiến tạo ở trận đấu này, cũng như đóng góp lớn cho lối chơi chung. SofaScore và WhoScore chấm Bruno 8.3 và 8.0, cao nhất trận. Nhưng có lẽ Bruno cũng không quá quan tâm đến điều này, bởi Bồ Đào Nha đã có 3 điểm đầu tiên ở World Cup năm nay. Họ hơn Hàn Quốc và Uruguay 2 điểm, và một chiến thắng nữa sẽ đưa đoàn quân Fernando Santos vào vòng knockout.